Mến chào các bạn, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher, người sẽ giúp các bạn chuyển hóa cuộc đời của mình từ bên trong, nơi chứa đựng sức mạnh, tiềm năng và các công cụ sáng tạo phi thường, giúp bạn kiến tạo cuộc đời bạn thực sự muốn trải nghiệm tại đây và ngay bây giờ. Cái lần cách mạng công nghiệp thứ nhất á, chưa hề có quản trị nhân sự. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, chúng ta mới ra cái khái niệm quản trị nhân sự, bởi vì lúc đó có rất nhiều người đi vào nhà máy làm việc. Và để quản lý một cái lực lượng lao động to như vậy trong một cái cơ sở sản xuất, nên cái ngành quản trị nhân sự mới bắt đầu xuất hiện. Và ngay từ ban đầu, quản trị nhân sự luôn luôn nhắm tới số đông, tập thể to lớn. Nên các bạn sẽ thấy là chúng ta xây dựng cả một cái hệ thống để quản trị nhân sự theo cái tính tập thể rất là cao. Mà chúng ta có thể gọi nó là tiêu chuẩn, chúng ta có thể gọi nó là quy trình, chúng ta có thể gọi nó là chính sách, và đại đa số mọi người đều sẽ phải dựa trên đó mà làm. Và từ cái lần công nghiệp thứ hai đó đến cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì nó đã qua 2-3 thế kỷ rồi, nhưng sự dịch chuyển của nhân sự thì không nhiều. Nhưng mà những cái năm khi mà chúng ta thấy rằng internet phát triển và kết nối với thế giới thực và thế giới ảo diễn ra mạnh mẽ hơn, thì cái tính chất cá nhân hóa nó diễn ra mạnh mẽ. Bắt đầu trong nhân sự xuất hiện những thứ mà chúng ta gọi là gì? Flexible working policy, chính sách làm việc linh hoạt, đúng không? Nào là sau đó chúng ta mới bắt đầu phân cấp ra rằng à, anh này ở vị trí cấp cao, tôi có chế độ khác. Anh này quản lý cấp trung, tôi có chế độ khác. À, nhân viên ở dưới tôi có chế độ khác. Vậy thì cái sự phân cách những cái cấp độ khác nhau để có những cái chương trình quản trị nhân sự khác nhau, đó là những cái bước tiến để tạo ra cái tính cá nhân hóa ở trong đó. Rồi chúng ta sẽ thấy gần đây chúng ta nói rất nhiều về các thế hệ X, Y, Z, và với mỗi thế hệ đó các bạn sẽ cần phải có những cái chính sách khác nhau. Và khi cái internet và mọi sự phát triển rất mạnh mẽ, chúng ta sẽ thấy rằng cái tính cá nhân hóa nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Nên đây là một cái sự dịch chuyển về quản trị nhân sự, từ cái quản trị số đông chúng ta phải hướng tới quản trị mang tính cá nhân nhiều hơn. Và chúng ta sẽ thấy nè, ngay trong cái chế độ thời gian làm việc thôi, các bạn cũng sẽ thấy rằng ê, nếu bạn làm sale hả, có thể tôi không có quan tâm tới cái giờ bạn vào văn phòng, nhưng nếu bạn làm sản xuất thì bạn phải vào đúng ca đúng kíp cho tôi. Vậy thì đối với cái công việc này bạn có thể làm ở nhà, và chúng ta sẽ thấy rằng đó là sự dịch chuyển của quản trị nhân sự. Và cái mà chúng ta sẽ thấy là gì? Công nghệ di chuyển rất nhanh nhưng nhân sự di chuyển rất chậm, và đó chính là cái vấn đề rất đau lòng. Bởi vì sao? Nếu chúng ta đi đi chậm như vậy và chúng ta không hiểu về bản thân mình, công nghệ sẽ kiểm soát chúng ta chứ không phải là chúng ta kiểm soát bản thân mình. Nên nó sẽ tạo ra rất nhiều hệ lụy liên quan tới vấn đề hạnh phúc ha. Vậy thì đây sẽ là cái bức tranh lớn, và từ cái bức tranh lớn này các bạn có thể hình dung được cái sự dịch chuyển trong cái lực lượng lao động của chúng ta.